Thưa quý vị, đối với người lao động thì chế độ phúc lợi luôn là điều mà họ quan tâm khi quyết định gắn bó với công việc bên cạnh mức lương hàng tháng. Đối với doanh nghiệp, đây chính là cơ sở để thu hút người lao động và khích lệ tình yêu nghề. So với các ngành nghề khác, công việc của những người thợ mỏ vô cùng nặng nhọc và có thể xảy ra sự cố ngoài ý muốn, gây nguy hiểm đến tính mạng. Vậy tại sao họ vẫn tận tâm, gắn bó với nghề? Đó chính là nhờ chế độ đãi ngộ thỏa đáng, cả vật chất lẫn tinh thần mà họ nhận được. Nghề thợ mỏ vốn vất vả, nặng nhọc. Bất cứ người thợ nào khi bước chân vào nghề cũng sẽ nhận rõ điều đó. Đối mặt với khó khăn, có người đã chọn lại công việc khác. Với những người ở lại, họ có nhiều lý do để gắn bó với mỏ. Điều kiện làm việc, thu nhập ổn định ở mức khá cao là những yếu tố cốt lõi nhất. Song có lẽ bề dày truyền thống văn hóa thợ mỏ cùng chính sách phúc lợi của doanh nghiệp mới là lý do then chốt. Ban đầu thì tôi cũng rất là bỡ ngỡ, gặp rất nhiều khó khăn, nhưng được sự động viên, khích lệ tinh thần cũng tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị cũng như là các đồng chí trong ca tổ, nhất là các đồng chí có trình độ bậc thợ tay nghề cao đã giúp tôi hoàn thiện bản thân, ví dụ như là trao đổi cái kinh nghiệm thực tế trong công việc. Dần dần thì tôi đã bắt nhịp được với lại các đồng chí trong ca tổ và phân xưởng. Thời gian làm việc tại công ty than hơn 3 năm, tôi cảm thấy ở đây anh em đồng nghiệp và các cán bộ trong công ty và cũng như cán bộ trong công trường đều quan tâm, chia sẻ với nhau lẫn trong công việc và cuộc sống ở ngoài. Đây là hai trong số hàng nghìn công nhân lao động đang công tác tại các công ty sản xuất than của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Họ có những cơ duyên riêng để gắn bó với ngành than, gắn bó với nghề thợ mỏ. Nhưng có một điểm chung, đó là họ rất yêu nghề và chính họ đang là những nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển bền vững của tập đoàn. Sinh ra và lớn lên tại quê hương Bình Gia, Lạng Sơn, chàng trai Hoàng Văn Tâm, sinh năm 1992, sớm đã ý thức được trách nhiệm gánh vác gia đình trước gia cảnh quá nhiều khó khăn của mình. Với quyết tâm và sự nỗ lực vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình, Hoàng Văn Tâm đã hoàn thành tốt chương trình đào tạo trung cấp nghề khai thác mỏ hầm lò và chính thức trở thành thợ mỏ ngành than từ năm 2012. Cũng như bao nhiêu thợ lò khác của ngành than, niềm vui của Hoàng Văn Tâm nhân lên sau mỗi ngày làm việc. Cuộc sống của bản thân Tâm và gia đình ngày một khấm khá hơn sau thời gian gắn bó với nghề mỏ. Bước vào nghề mỏ được một thời gian thì với mức thu nhập khoảng 25 đến 27 triệu đồng trên một tháng. Cuộc sống gia đình tôi thì cảm thấy là các cái khoản chi phí trang trải cuộc sống đã được nâng cao, cải thiện rõ ràng. Đặc biệt là đời sống tinh thần gia đình ôn hòa, vui vẻ hơn ngày bắt đầu tôi vào mỏ. Lựa chọn đến với nghề mỏ, với ngành than của Lê Xuân Huấn khiến gia đình và bạn bè hết sức ngạc nhiên. Bởi thời điểm đó, nhiều người cho rằng nghề mỏ kém sức hút do sự vất vả đặc thù. Thế nhưng chàng trai sinh năm 1991, quê Lang Chánh, Thanh Hóa, vẫn quyết tâm theo đuổi lựa chọn của mình với mong muốn cải thiện điều kiện kinh tế quá khó khăn của gia đình. 3 năm làm thợ lò của công ty cổ phần Than Hà Lâm, miệt mài gắn bó với gương than đường lò cùng tình cảm của anh em đồng nghiệp đã làm cho Huấn thêm yêu vùng mỏ. Huấn cho rằng lựa chọn ra Quảng Ninh học tập và làm việc là bước đi đúng đắn vì công việc này đã mang lại cho bản thân anh và gia đình nhiều hơn mong đợi. Môi trường làm việc ổn định, thân thiện với rất nhiều chế độ phúc lợi đặc thù dành cho thợ mỏ. Công việc và thu nhập ổn định, Lê Xuân Huấn quyết định đón vợ ra đất mỏ sinh sống. Anh chia sẻ. Tổng thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng ở ngoài Quảng Ninh thì sắp xỉ 30 triệu. Cái số tiền đấy một phần gửi về cho gia đình bố mẹ để chăm lo cho hai đứa con nhỏ ở quê, còn một phần thì để hai vợ chồng trang trải cuộc sống ở ngoài này, còn lại thì tôi có tích góp để sau này tôi mua nhà để ổn định cuộc sống ở ngoài Quảng Ninh. Ở đâu có lãnh đạo quan tâm từ đời sống vật chất đến tinh thần thợ mỏ bằng cả trách nhiệm lẫn sự chân thành, ở đó có sự gắn bó lâu dài của những người thợ mỏ. cuộc sống của Lê Xuân Huấn và Hoàng Văn Tâm hiện tại cũng là mong muốn và là động lực phấn đấu của biết bao thợ mỏ từ khắp nơi trên cả nước về với đất mỏ Quảng Ninh. Không chỉ tạo dựng kinh tế cho gia đình, mỗi người thợ mỏ đã và đang cùng với ngành than góp phần sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc như lời Bác Hồ kính yêu đã từng căn dặn.